Chào mọi người. Xe kem Vicky đang sửa chữa nè, thấy không? Bọn mình chỉ đang làm mấy thao tác hoàn thiện cuối thôi. Cảm ơn Vàng. Đưa mình cái tua vít với nha. Thở máy cẩn thận nha. Cây ống đó toàn là khí lạnh, để cho Vicky làm đông kem đó. Vàng, đừng chạm vào nút đó nha. Thợ máy, các bạn đã cứu mình. Giờ sửa cho xong Vicky thôi. Cảm ơn Vicky. Tạm biệt các bạn.